Bỏ lấy cống ở đây. Không ra. Ở mấy đứa mà đây Nghỉ nghiêm cho cô cháu vĩ đại, sẵn sàng. Mời quý thầy cô, quý đại biểu và các bạn ngồi đợi nghi lễ về vị trí.
Qua mặt qua đầu tống. Mày. Em. Chào mừng. Nói. Thank you.
đại diện cho ban giám hiệu các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn huyện. Kính thưa quý thầy cô giáo, các anh chị. Thank you.
tiêu mà trước khi tập rồi không được thôi. Bốn số tám bước sang trái nửa bước, bước
đội đã cấp đi đội hơn 10 giải. Tiếp theo là chi đội trẻ 2. Chào. Thôi. Tháo khăn. Bên phải quay. Bên phải quay. Bên trái quay. Bên trái quay. Đằng sau quay. Đằng sau quay. Tiến hai bước, bước. Lùi hai bước, bước. Sau khoảng hai bước, bước. Sau trái hai bước, bước. Nghỉ. Nghỉ. Đậm chân, dậm. Một, hai, một, hai, một, hai. Một, hai, một, hai, một, hai. Bước lại, đứng. Chạy tay chỗ, chạy. Các chi đội triển khai đội hình hàng ngang. Thank you.
Rồi, chuẩn bị lên. Tôi đây.
Thúy. Thúy bỏ nào, Thúy. Thúy đâu, Thúy đâu. Đâu, 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 đâu. Đâu. Không nên quay cho camera. Chứ được thì không. Chị thấy sợ. Đẹp, đẹp mới được quay phim mà quay sợ rồi. Chiếc cường nở mưa lên. Có bằng kiến thức số 1 đó, nhưng mà chờ hết cái đơn vị số 14 kia thì chúng ta sẽ chuyển qua hết cái đơn vị qua mình chuyển như vậy là chúng ta làm kiểu như vòng tròn trong buổi sáng hôm nay đơn vị nào cũng được dự thi, mà nếu như mà tới trưa đơn vị nào xong trước thì mình đi trước, rồi chiều nay còn cái đơn vị có thể chọn này, nhưng mà bắt buộc là sáng hôm nay là mỗi đơn vị phải thi được ít nhất là một nội dung. Và các thầy cô lưu ý, thứ tự bốc thăm như sau: Hoài Hải số 1, bây giờ sao thầy thổi lại lần hai. Rồi, lần thứ hai. Rồi các em đứng lại đưa đi ngồi đấy, đưa giấy lên, bỏ một phía xuống đi. Rồi các thầy bài. Đó.
Rồi, rất là tốt, bình tĩnh nha, từ từ. Nếu cậu yêu hết, đừng có trao đổi, đừng có nói chuyện gì hết. Thấy không?
cao quá, cao quá. Thank you.
Hi.
Alo. Đúng rồi. Nó đang thi trên đây. À, đang thi đây. Chỗ trường Mồng Sơn á. Trường Mồng Sơn. À, là bắt đầu. Mồng Sơn 1 nha. À. Thank you.
Thank you.
Tết gì đó. Tham gia hội thi và hoàn thành xuất sắc các phần thi. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa quý thầy cô giáo cùng tất cả các em học sinh thân mến, tham gia hội thi năm nay có 43 liên đội tham gia với các nội dung thi gồm nghi thức đội viên, hát múa tập thể, kỹ năng đội viên, nhà sử học nhỏ tuổi. Ngày hôm nay đó là nội dung công bố kết quả. Sau đây tôi xin thông qua quyết định khen thưởng của ban tổ chức hội thi. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn Bình Định, ban chấp hành đoàn huyện Hòa Nhơn. Hòa Nhơn ngày 10 tháng 3 năm 2019, số 97, quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt giải trong hội thi kỹ năng đội viên huyện Hòa Nhơn năm học 2018-2019. Trưởng ban tổ chức hội thi kỹ năng đội viên huyện. Phó trưởng ban tổ chức hội thi sẽ lên bên trên trao giấy khen cho các đơn vị. Đề nghị chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Kiến thức đến từ khối tiểu học. Xin chúc mừng đơn vị tiểu học số 3 Hoài Hương, tiểu học số 2 Hoài Mỹ, tiểu học số 2 Hoài Sơn, tiểu học số 1 Hoài Mỹ, tiểu học số 1 Hoài Sơn, tiểu học số 1 Tam Quan Bắc, tiểu học số 2 Hoài Thanh, tiểu học số 1 Hoài Hương và tiểu học số và tiếp theo là giải khuyến khích khối trung học cơ sở. Lấy gì vậy? Tôi cũng cầm cho thầy. Để cố định những lấy. Và tiếp theo là các giải còn lại của rồi. Khối tiểu học số 1 Cao Long Nam, tiểu học số 1 Hoài Công Bắc và tiểu học và giải nhất toàn đoàn khối tiểu học của hội thi kỹ năng đội viên năm học 2018-2019 đã thuộc về đơn vị tiểu học Hoài Hải. Tỉnh đoàn và đồng chí Hồ Thị Bắc Trang, chủ tịch hội đồng hội huyện, phó trưởng ban tổ chức hội thi để lên bên trên vô cao. Trung học cơ sở Hoài Phú, trung học cơ sở Hoài Xuân, cơ sở. Xin chúc mừng các đơn vị đã đạt giải chiến thức. Trung học cơ sở Hoài Châu Bắc, trung học cơ sở Hoài Châu, trung học cơ sở Hoài Phú, trung học cơ sở Hoài Xuân.
trường lãnh trưởng để vô thế chụp mặt. Và chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các đơn vị đã đạt giải trong ngày hôm nay. Và sau đây xin trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu ban giám hiệu của các trường chúng ta lên bên trên. Xin mời các em đạt giải đứng lại, quay lại vị trí cũ. Xin mời rồi em, các em xuống đứng này, xuống đây. Hai ba. Mấy em trong học cơ sở tham quan lên sân khấu nha. Chuẩn bị sẵn chưa? Để thầy Tiến vô, mấy đứa lắng thầy Tiến quá. Đúng rồi. Thầy chưa đây? Cười lên. 1, 2, 3, cười. Rồi. Tăng lên. Những mí đồng mí 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 bỏ nè mí mí đầu mí đầu mí đầu mí đầu đâu không nên quay cho camera chứ được thì không chị thấy sợ đây đây. Đẹp, đẹp mới được quay phim mà bay sợ rồi. Chiếc cơ nở mưa lên. Có bạn kiến thức số 1 đó, nhưng mà chờ hết cái đơn vị số 14 kia thì chúng ta sẽ chuyển qua hết cái đơn vị qua mình chuyển như vậy là chúng ta làm kiểu như vòng tròn trong buổi sáng hôm nay đơn vị nào cũng được dự thi, nếu như mà tới trưa đơn vị nào xong trước thì mình đi trước, rồi chiều nay còn cái đơn vị có thể chọn cái này, nhưng mà bắt buộc là sáng hôm nay là mỗi đơn vị phải thi được ít nhất là một nội dung. Và các thầy cô lưu ý thứ tự bốc thăm như sau: Hoài Hải số 1, bây giờ sao thầy thấu lại lần hai.
Rồi, giáo thứ hai. Thank you.
Thank you.
như vậy. Thank you.
Đâu? Đúng rồi. Nó đang thi trên đây. À, đang thi đây. Chỗ trường Mồng Sơn á. Trường Mồng Sơn. À, đó là bắt đầu. Mồng Sơn 1 nha. À. Đó, đó, đó. Chú nó nói cho. Thank you.
đều chấm thôi. Thôi rồi thôi. Xuất sắc các phần thi.
Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa quý thầy cô giáo cùng tất cả các em học sinh thân mến, tham gia hội thi năm nay có 43 liên đội tham gia với các nội dung thi gồm nghi thức đội viên, hát múa tập thể, kỹ năng đội viên, nhà sử học nhỏ tuổi. Ngày hôm nay đó là nội dung công bố kết quả. Sau đây tôi xin thông qua quyết định khen thưởng của ban tổ chức hội thi. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn Bình Định, ban chấp hành đoàn huyện Hòa Nhơn, Hòa Nhơn ngày 10 tháng 3 năm 2019, số 97, quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt giải trong hội thi kỹ năng đội viên huyện Hòa Nhơn năm học 2018-2019. Trưởng ban tổ chức hội thi kỹ năng đội viên huyện. Phó trưởng ban tổ chức hội thi sẽ lên bên trên trao giấy khen cho các đơn vị. Đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Kiến thức đến từ khối tiểu học. Xin chúc mừng đơn vị tiểu học số 3 Hoài Hương, tiểu học số 2 Hoài Mỹ, tiểu học số 2 Hoài Sơn, tiểu học số 1 Hoài Mỹ, tiểu học số 1 Hoài Sơn, tiểu học số 1 Tam Quang Bắc, tiểu học số 2 Hoài Thanh, tiểu học số 1 Hoài Hương và tiểu học số và tiếp theo là giải khuyến khích khối trung học cơ sở. Lấy gì vậy? Tôi cũng cầm cho thầy. Để cố định. Và tiếp theo là các giải còn lại của khối tiểu học số 1 Cao Long Nam, tiểu học số 1 Hoài Công Bắc và tiểu học Hoài Đức. Và giải nhất toàn đoàn khối tiểu học của hội thi kỹ năng đội viên năm học 2018-2019 đã thuộc về đơn vị tiểu học Hoài Hải. Tỉnh đoàn và đồng chí Hồ Thị Bắc Trang, chủ tịch hội đồng hội huyện, phó trưởng ban tổ chức hội thi để lên bên trên được cao. Trung học cơ sở Hoài Châu, trung học cơ sở Hoài Phú, trung học cơ sở Hoài Xuân. Đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Kiến thức
đến từ khối tiểu học. Xin chúc mừng đơn vị tiểu học số 3 Hoài Hương, tiểu học số 2 Hoài Mỹ, tiểu học số 2 Hoài Sơn, tiểu học số 1 Hoài Mỹ, tiểu học số 1 Hoài Sơn, tiểu học số 1 Tam Quan Bắc, tiểu học số 2 Hoài Thanh, tiểu học số 1 Hoài Hương và tiểu học số 2. Và tiếp theo là giải khuyến khích khối trung học cơ sở. Lách gì vậy? Tôi không cầm cho thầy. Để cố định. Và tiếp theo là các giải còn lại của khối tiểu học số 1 Cao Long Nam, tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc và tiểu học Hoài Đức. Chị đào, chị đào, và giải nhất toàn đoàn khối tiểu học của hội thi kỹ năng đội viên nhóm học 2018-2019 đã thuộc về đơn vị tiểu học Hoài Hải. Của tỉnh đoàn và đồng chí Huỳnh Thị Bắc Trang, chủ tịch hội đồng hội huyện, phó trưởng ban tổ chức hội thi, để lên bên trên được cao. Tác nghiệp nhiều á. Chết thầy rồi, thầy chết rồi. Đâu lâu thầy. Rồi, rút ta lại. Chê cả. Một cầm vỗ tay à. Xin chúc mừng các đơn vị. Cảm ơn hàng chị. Xin chúc mừng các đơn vị đã đạt giải khuyến khích trung học cơ sở Hoài Châu Bắc, trung học cơ sở Hoài Châu, trung học cơ sở Hoài Phú, trung học cơ sở Hoài Xuân. Xin mời các em đạt giải đứng lại ạ, quay lại vị trí cũ. Xin mời rồi các em xuống này 2-3 chuẩn bị sẵn chưa? Để thầy Tiến vô, mấy đứa lắng thầy Tiến quá. Đúng rồi.
Mày chưa này, cười lên. 1, 2, 3, cười. Rồi. Tăng lên. Hai một hai một hai 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 h
vô thì tâm thảo chú ấy nhìn rất mặt lên dám à. Giờ phút này, hội thi kỹ năng đội viên cấp huyện năm học 2016-2017 đã thành công tốt đẹp. Thầy Võ Hồng Việt, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Vòng Sơn. Cô giáo đại diện cho ban giám hiệu các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn huyện. Kính thưa quý thầy cô giáo, các anh chị, ra thành công tốt đẹp, kết quả đã có, sớm dậy nhất. Chấm thôi.
thôi rồi. Thôi. Cứ đi theo như nó rồi ngủ. Rớt đậu là rớt đậu là biết liền không? Thank you.
Tay phải quay. Tay phải quay. Bên trái quay. Bên trái quay. Đằng sau quay. Đằng sau quay. Tiến hai bước, bước. Lùi hai bước, bước. Sau khoảng hai bước, bước. Sang trái hai bước, bước. Nghỉ. Nghỉ. Đấm chân, dập. Một, hai, một, hai, một, hai. Một, hai, một, hai, một, hai. Đứng lại, đứng. Để tay chỗ, chạy. Các chi đội triển khai đội hình hàng ngang. Thank you.
ở Thank you.